Sau cuộc họp trực tuyến với Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình đã chủ trì cuộc họp của Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng nhằm triển khai chi tiết công tác ứng phó với bão Noru trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Cao Thị Huy Trân. Nhiều ý kiến tại cuộc họp đề nghị phải rà soát lại các điểm sa tán tập trung, bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần tại các điểm này, không để người dân bị thiếu thốn trong sinh hoạt. Ra soát kỹ lại phương án phòng cháy chữa cháy tại Âu thuyền Thọ Quang. Một số đơn vị cũng đề xuất thành phố nghiên cứu các phương án hạn chế di chuyển, nhất là tại các tuyến giao thông, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Kết luận cuộc họp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình đề nghị các sở ngành, đơn vị, quận, huyện tiếp tục triển khai công điện của chính phủ, có văn bản báo cáo với thường trực thành ủy về công tác phòng chống bão các sở ban ngành chuẩn bị lực lượng phương tiện nhất là đảm bảo điện cho các cơ sở trọng yếu như bệnh viện đa truyền hình đa khí tượng thủy văn đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Húc cũng đề nghị khu biệt các khu vực ngập úng sâu có phương án bình ổn thị trường giá cả hàng hóa tổ chức dọn vệ sinh môi trường sau bão phòng chống dịch bệnh căn cứ và tình hình thực tế thành phố Húc cũng sẽ triển khai cấm đường cấm biển tất cả sở ngành đơn vị huy động tổng lực thực hiện đầy đủ và chặt chẽ công tác ứng phó như tinh thần chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ tại cuộc họp trực tuyến trước đó